Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay là chiều thứ hai, từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Xin chúc anh chị em, các bạn một buổi chiều tốt lành. Và những anh em đang sống ở hải ngoại cũng có được cái cuộc sống ổn định. Thì hôm nay Lệ Minh có một đề tài đang làm công chuyện. Thì thấy có mấy đám... mấy cái đám bà sọc, mấy đám nhân chủng cuội nó inbox nó chửi mình, mà nó đưa ra cái đề tài này hay lắm lên chị các bạn, để mình cho anh chị các bạn xem. Bởi vì mấy cái đám mà chống cộng ô hợp ở hải ngoại đó, tụi nó rất là ngu dốt, gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Các bạn thấy khi mà nó thấy ở trong Việt Nam người ta đưa ra những cái ý kiến hay là những cái chương trình gì nó lạ lạ đó, là nó đem ra nó chửi bới inbox nó chửi này. Cái chương trình này anh chị các bạn biết, ở bên Mỹ đó nó có nha anh chị các bạn, nó không phải là không nha. Nhưng mà mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại đó, bên Mỹ đó, nó là cái đám gọi là ngu lâu dốt bền khó đào tạo, cho nên nó ngu lắm. Các bạn biết ở bên Mỹ đó nó có nó, nhưng mà nó không có thành luật, mà nó không bắt buộc. Người ta cũng đưa ra một cái sự việc là vợ chồng hay là người nào đi đến hôn nhân đó là phải học qua một cái lớp hôn nhân. Nó có nha, rồi có học xong rồi có cái cấp chứng chỉ luôn á. Rồi các bạn biết học xong qua cái lớp hôn nhân cái gì, rồi hai vợ chồng đó phải làm cái bài thi trắc nghiệm coi có hiểu về cái bài hôn nhân đó không, rồi được chứng nhận. Rồi xong rồi hai cái người đó trước khi đi đến cưới đó là phải đi khám bác sĩ là thử máu coi có cùng chung huyết thống không, để đặng nó tránh ra những cái trường hợp mà sau này nó đến vấn đề sanh con đẻ cái nó không có thông minh hay là nó bị dị tật. Các bạn thấy tới tuổi mà xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại, rồi một số những người cho đám dân chủ cũ trong nước nó không biết, nó ăn theo. Các bạn biết nó chê, nó cười, nó chửi, rồi nó chửi nên bắt nó chửi lại mình. Việt cộng có thằng nào có chứng chỉ học làm vợ chưa? Các bạn thấy nó rất là ngu xuẩn. Khi mà người ta ở Việt Nam có những người mà người ta có ăn học, người ta hiểu biết, người ta đi ra nước ngoài, người ta cũng học được những cái hay đó và người ta về. Rồi khi người ta đưa ra những ý kiến tại những cái lớp trẻ sau này, cái điều kiện của nó học hành rất là tốt. Các bạn thấy cái đó là những cái ý tưởng rất là hay, chứ không phải là sợ là không phải là xấu nó chứ không phải là xấu nó không có gì hết trơn á. Mà mấy cái thành phần nó bất mãn chế độ, nó bất mãn cái nhà nước Việt Nam mình đó, thì nhiều khi trong nước đưa ra những cái chương trình gì nó cũng xuyên tạc đủ kiểu đủ cách đó. Các anh chị các bạn thấy ngay cả hội nghị đảng hiện nay khóa thứ 13 cũng vậy, nó tìm đủ mọi cách nó đánh phá, nó làm cho cái xã hội bất ổn khiếp lắm. Bởi vậy anh em chúng ta cần góp chung một cái tiếng nói để mình vạch mặt tụi nó ở trên cái không gian mạng này. Các bạn thấy tụi nó chẳng có đứa nào mà yêu dân thương nước cả, toàn là một cái lũ ô hợp không à. Nó những cái bài mà tôi chia sẻ ở ngoài những cái đấu trường đó chị bạn, chèn trời ơi, nó thổ tả. Các bạn vào trong đó các bạn mới thấy được những con người của tụi nó rất là khốn nạn. Cái sự khốn nạn của tụi nó đến tột cùng đó. Nó chửi bới quê hương, nó xuyên tạc, nó nói là nhà nước Việt Nam lừa dân thế này thế nọ, mà đó là những cái sự thật xảy ra khi đất nước phát triển đổi mới và những cái thành quả mà mình đạt được, mà những cái tờ báo của nước ngoài và những cái chuyên gia nước ngoài người ta nhận định, mà nó quay qua các bạn biết nó cũng xuyên tạc đủ kiểu đủ cách, rồi nó chửi bới, thấy mà ớn chờ đậu cái đám đó. Cho nên Lệ Minh thấy cái đề tài mà vấn đề mà đưa ra vấn đề chứng chỉ mà học trước khi kết hôn, cái đó là hay, cái đó rất là hay nha chị các bạn. Ở nước ngoài, ở bên Mỹ nó có. Bởi vì những cái gia đình, tại vì nó làm như vậy thì sao, nó giảm thiểu đi những cái vấn đề mà vấn nạn trong vợ chồng, trong gia đình. Thì khi mà họ học qua lớp hôn nhân đó thì họ sẽ thấy rằng cái vấn đề giá trị của hạnh phúc gia đình và giá trị của cái hôn nhân như thế nào, và hai vợ chồng đó sẽ hiểu ra. Nó hay lắm chứ không phải giỡn đâu. Về những cái vấn đề mà hôn nhân của Mỹ, tụi nó làm bài bản lắm. Thì cái vấn đề đó, còn ở Việt Nam mình khi người ta chỉ đưa ra những cái ý kiến như vậy,
Thì các bạn thấy cái tuổi xuyên tạc chống phá đất nước nó chụp lấy, nó ngồi đó nó chửi bới, nó tìm đủ mọi cách nó xuyên tạc, nó rất là khủng khiếp. Thấy tụi nó inbox nó chửi mình, rồi mình thấy như vậy nó, mình rất là bật cười. Đấy, nó đâu có, nó đúng là mấy cái chuyện đó nó cũng đâu có đáng gì đâu. Nếu mà tụi nó sống ở hải ngoại thì nó cũng hiểu rằng những cái đất nước văn minh đó, người ta rất là cởi mở. Những cái con người họ sống về vấn đề hôn nhân họ rất là cởi mở, chứ họ không có gò bó. Nhưng mà Việt Nam mình thì mới bắt đầu mình hội nhập để đặng mình nâng cao cái dân trí của người dân lên. Thì đó là những cái ý tưởng nó tốt chứ không phải là xấu. Mà thế nào còn thế mà các bạn thấy tụi nó cũng quay qua, nó chửi bới, nó xuyên tạc quê hương đất nước rất là khủng khiếp. Đấy, thành ra Lợi Minh thấy cái đề tài đó, thành ra like đột xuất để chia sẻ với anh chị các bạn thấy về những cái sự việc quanh ta trong cái cuộc sống xã hội ngày hôm nay và những cái thành phần nó xuyên tạc chống phá đất nước ngày đêm. Anh chị các bạn, tôi đấu tranh với tụi nó mấy chục năm trên mạng, tụi nó rất là khốn nạn, tôi nói thật với anh chị các bạn. Bởi vì tôi căm ghét tụi nó lúc nào cũng vậy. Các bạn thấy nó về bệnh dịch, nó tìm đủ mọi cách, nó về không được, nó cũng đổ lỗi cho nhà nước Việt Nam. Nó lừa nhau, nó ăn chia với nhau ở bên kia. Rồi bắt đầu nó quay phim, nó lên mạng, nó kêu rào. Các bạn biết tôi vào trong mấy cái diễn đàn mà không phải thuộc về Facebook đó. Ở bên nó gọi là Power Talk, mấy cái diễn đàn mà tụi nó chống cộng. Thằng ơi, nó chửi mà giỡn tóc gái luôn chứ không phải giỡn. Mà nó là dân ở Mỹ, nó chửi thấy mà nóng lạnh luôn. Nó lấy những cái tên của diễn đàn để là giang hồ chống cộng. Các bạn thấy khủng khiếp không? Nó lập ra những cái trang mạng của tụi nó. Ghê lắm. Bởi vì cái đám mà xuyên tạc chống phá đó, nó rất là khổ tả anh chị các bạn. Thôi thì chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Thôi Lợi Minh like tới đây. Chúc anh chị các bạn một buổi chiều với đầy những niềm vui và cuộc sống. Và chúng ta luôn luôn phấn đấu, cùng chung tay nhau mình xây dựng đất nước. Mình góp cho cái tiếng nói của mình sao cho nó trung thực, để đặng mà đẩy lùi những cái tiêu cực trong xã hội. Về vấn đề những cái vấn nạn trong xã hội, tôi nói anh chị các bạn, ở Việt Nam mình nó xảy ra mà đã và đang được kiềm chế rất là tốt. Còn ở nước Mỹ các bạn thấy hiện nay nó buông xuôi, tụi chính quyền Mỹ nó buông xuôi, nó để cho người dân hồn ai nó giữ. Chứ bởi vì các bạn thấy những người mà xa quê hương hiện nay họ bị kẹt Covid đó, họ không về được, họ tìm đủ một cách họ về, rồi họ gặp bị lừa gạt, rồi mấy cái đám chống cộng hổ tả ở bên Mỹ nó quay phim rồi nó đưa lên mạng để đằng mà nó kêu gọi cái sự bức xúc của người dân, để đặng mà nó làm cho xã hội mình xáo trộn lên. Cho nên anh em chúng ta cần phải vạch mặt cái đám ô hợp này. Thôi thì Lợi Minh xin like tới đây và xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa. Bye bye.